quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Đông Hà, trung tâm hành chính của tỉnh Quảng Trị, hiện nay chưa có đường tránh. Các phương tiện liên tỉnh phải đi qua trung tâm thành phố với mật độ dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Đặc biệt sau khi tổ chức phân luồng, cấm xe trọng tải lớn đi vào cao tốc Cam Lộ La Sơn, số vụ tai nạn trên tuyến này đang gia tăng trở lại. Theo thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh Quảng Trị, từ ngày 4 tháng 4 đến ngày 21 tháng 5, trên cao tốc Cam Lộ La Sơn địa phận qua tỉnh Quảng Trị đến nay chưa ghi nhận vụ tai nạn giao thông nào. Trong khi đó, tại quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, tất cả đều liên quan đến xe đầu kéo và xe khách giường nằm trên 30 chỗ, làm chết 3 người, bị thương 1 người, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Tôi thì ở bên quốc lộ 1A, một lần mà cái xe của mình nhất là cái xe khách với đầu kéo, tài qua rất là ồn mà nó kiểu nó vượt nhau nữa, nó lấn người dân đi xe máy qua đường đấy là phải nói là khiếp sợ, vì nó tại nó đường thì hẹp, đường nó vẫn đông lên và nhiều khi nó gây ùn tắc nhiều. Đi cái tuyến đường 1 nhưng mà nó lâu quá thì chúng tôi vẫn phải đi thôi. Như theo chúng tôi thấy là đi chậm hơn không được đi như mọi khi. Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Quảng Trị còn hơn 200 đường nhánh đầu nối cùng mức, lưu lượng phương tiện tại các điểm giao rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Trước cái áp lực là phương tiện gia tăng thì phòng PC08 công an tỉnh Quảng Trị đã tăng cường cái lực lượng phương tiện tập trung cho tuyến quốc lộ 1A. Trung bình là mỗi ngày chúng tôi bố trí từ 4 đến 5 tổ tuần tra thường xuyên liên tục khép kín 24/24 giờ trên tuyến quốc lộ 1A. Trước thực trạng này, ngày 22 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị tiếp tục có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải và Cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị thay đổi phương án phân luồng giao thông, đồng thời cần rà soát và khắc phục, bổ sung các điều kiện đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A nhằm tạo sự an tâm, tin tưởng cho nhân dân.